Theo cái tài liệu mà ông có phổ biến đến cho được chương trình Green Show để làm cái buổi đề tài cho buổi nói chuyện ngày hôm nay, thì ông có trích dẫn một cái nhận định của nhà báo David Hurst đó là Việt Nam sẽ mất đảng cộng sản nhanh hơn nếu như mà liên kết với Trung Quốc và cụ thể là đối đầu giữa hải quân Mỹ và Trung Cộng ở nơi bãi tư chính à, từ tháng 6 năm 2019 cũng như là cái tình trạng cuộc thương chiến không có đường lùi lại đang leo thang và trong cái tình thế này thì Hà Nội ngày càng khó giữ cân bằng trong cái liên hệ ngoại giao giữa hai đối thủ Mỹ cũng như là Trung Cộng như vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái nhận định này qua cái thực tế cũng như là điều kiện cụ thể của ba quốc gia chứ không phải là do cái tính mà chúng ta nghiêng về phần này hay là yêu hay là ghét Mỹ chẳng hạn và trước tiên ông có thể hình dung ra cái câu trả lời đối với câu hỏi rằng là cộng sản Việt Nam đang nghĩ gì và muốn gì thưa với ông kính thưa quý khán thính giả như chúng ta biết thời gian gần đây À, áp lực của Trung Quốc đối với Việt Nam càng ngày càng nặng nề, đặc đặc biệt là vùng biển và dầu khí. Dầu khí thì nói nói rõ ra là um, Trung cộng đang cố gắng uh, tiến tới cái quyết định là cấm Việt Nam không có được khai thác dầu ở trên biển của Việt Nam, cấm luôn Việt Nam không được hợp tác với uh, quốc gia bên ngoài để khai thác dầu ngoại trừ hợp tác với Trung cộng. À, trước những khó khăn đó thì uh, dư luận tìm hiểu nhưng mà tới bây giờ mà quanh không thấy giải pháp đó là hiện nay cộng sản việt nam muốn cái gì đó. một bên là hoa kỳ o bế để trở thành đồng minh với hoa kỳ trong cái trận địa thương chiến mỹ hoa rồi cái trận địa thế giới tự do nói chung và chế độ độc tài không công bằng của trung cộng thì trong cái hoàn cảnh đó thì cái muốn thứ nhất tức là Việt Cộng chỉ muốn nô lệ Tàu chứ không muốn mất nước bởi vì nếu mất nước thì thì, thì Cộng sản Việt Nam đâu còn ghế cai trị nữa cái ghế cai trị đó là thuộc về Trung Quốc rồi cho nên là thứ nhất là Cộng sản Việt Nam làm tôi tới cho Tàu nhưng cái 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 làn sau cùng là không không để mất Việt Nam dĩ nhiên trong trong cái việc là làm tôi tới cho tạo thì biết bao nhiêu thiệt hại yeah. cái uh, thứ nhì đó không theo Mỹ bởi vì uh, việt cộng bị ám ảnh là theo Mỹ thì Mỹ dùng cái uh, kỹ thuật diện tên hòa bình làm cho đảng cộng sản Việt Nam tự nó nó phải giải tán yeah. à, sau khi mà lững lờ giữa Trung cộng và Hoa Kỳ thì đối với vấn đề nội bộ thì cộng sản việt nam uh, cai trị đất nước việt nam theo theo hai chuẩn mực chuẩn mực thứ nhất là đảng trên hết việc gì nghị quyết nào đều tính quyền lợi của đảng sau đó rồi mới thả nổi cho toàn dân thì trong cái uh, kiểu mà uh, cai trị mà lấy quyền lợi của đảng làm đầu còn quyền lợi của uh, dân chúng thì không đáng kể cái thí dụ thời sự gần đây nhất là Hà Nội và các nước khác ở ở ở Việt Nam bị bụi mịn là một cái loại bụi có hóa chất cực độc. đến độ bây giờ là người dân ý thức được là là cái 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 bụi mịn đó vô cùng nguy hiểm mà cái bụi mịn đó nó nó xuất phát từ máy nhiệt điện mà chạy bằng than.